Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 5 luyện tập. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài luyện tập tiếp 41. Bài số 1, cho công thức tính diện tích hình tam giác x là bằng a ta nhân cho h. A là đáy, h là chiều cao. X là diện tích, a là độ dày đáy, h là chiều cao. Công thức tính chiều cao là, như vậy là từ công thức này chúng ta muốn tính chiều cao thì chúng ta sẽ có là hai lần hai nè ta nhân với lại là diện tích nè. Rồi chúng ta sẽ chia cho a là đáy. Công thức tính độ dày đáy a, như là đây là tính a thì chúng ta sẽ cũng có là hai lần diện tích, có nghĩa là hai ta nhân cho diện tích. Rồi chúng ta sẽ chia cho h. Rồi đấy, đây là a là đáy, là từ đây tới đây là đáy nè, còn chiều cao là từ đây tới đây là chiều cao. Câu A người ta họ cho là 22,4 m, h là người ta họ cho là 10,4 m. Rồi là như vậy là đây là 1, 2, 3. Cái này là cái đối với cái này thì người ta họ cho là x nè, thì cho h nè. Bây giờ người ta gọi là tính a thì đây, a là chúng ta lấy cái diện tích này chúng ta sẽ nhân hai lần, rồi chúng ta sẽ chia cho cái chiều cao h này, chúng ta áp dụng công thức này nè. Rồi như vậy chúng ta sẽ tính ra, phải tính là được là 6,8 đơn vị là mấy. Rồi cái này là tính chiều cao thì chúng ta áp dụng công thức này là ta lấy cái diện tích này chúng ta sẽ nhân lên 2 và chúng ta sẽ chia cho cái đáy này, đáy. Rồi ta lấy là con số này ta nhân 2 rồi được kết quả là chia cho 22,4, được là 12,6 đơn vị là mét. Cái này chúng ta chú ý nè, cái này người ta họ cho là decimet vuông, còn này là centimet vuông. Rồi cái này chúng ta sẽ đổi ra, ta đổi ra là decimet vuông luôn, là 2,8 decimet vuông. Decimet chứ nhầm, cái này là decimet vuông, còn này là centimet vuông. Cái này chúng ta sẽ đổi ra là decimet vuông ha, decimet chứ, cứ nhầm cái mấy vuông hoài. Rồi như vậy thì cái này chúng ta tính là a thì đây là hai ta nhân cho diện tích, rồi ta chia cho h. Đây ta lấy cái này chúng ta sẽ nhân cho 2, rồi chúng ta sẽ chia cho h cái này. Bây giờ là tính ra được là 4,5, này đang tính theo đơn vị là decimet. Chúng ta chú ý ở chỗ này nha, tại vì đây là người ta họ cho thì theo là centimet, còn này người ta họ tính theo là decimet vuông. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2. Cho công thức tính diện tích hình thang x là bằng a ta cộng b ta nhân cho h, rồi ta chia cho 2. X là diện tích, ab là độ dài các cạnh đáy, h là chiều cao. Công thức tính chiều cao là, đây cái này người ta họ tính là chiều cao thì chúng ta sẽ lấy là 2 ta nhân cho diện tích, rồi ta chia cho a cộng b, này đóng mặt lại. Đó là công thức tính cái chiều cao. Tiếp theo, công thức tính tổng độ dài hai đáy là, tổng độ dài hai đáy là a ra cộng b. Như vậy là chúng ta cũng có là 2 ta nhân cho diện tích. Rồi chia cho h. Người ta cho là a là cái hàng trên, b là cái hàng ở dưới, h là cái hàng này và x là hàng
cuối cùng. Bây giờ người ta yêu cầu là tìm A. Tìm A thì chúng ta sẽ trước tiên chúng ta sẽ tính là A cộng B là bằng bao nhiêu, được không? A cộng B là bằng bao nhiêu, chúng ta áp dụng công thức này chúng ta tính. Rồi sau đó có A cộng B rồi, người ta họ cho là B, thì ta lấy cái A cộng B đó chúng ta trừ cho 8 hiện ra là A. Rồi nhưng mà là cái bước đầu tiên này chúng ta sẽ tính là A cộng B này bằng 2 lần diện tích, có nghĩa là ta lấy 2 này ta nhân cho 50, 55 này. Rồi chia cho hết, chia cho hết ở đây luôn cũng được. Rồi chúng ta ghi dưới hoặc là chúng ta chia đây luôn cũng được, rồi chia cho 5. Như vậy chúng ta sẽ được là bằng là 11. 11 ta nhân cho 2, tại vì thầy lấy cái này thì chia trước rồi được 11, 11 ta nhân cho 2. Ở chỗ này ít giấy quá thì thầy làm luôn là 22 ha, tại vì ít giấy quá. Tại vì thầy lấy cái này thầy chia trước rồi sau đó ta nhân cho 2 cũng được, được không? Là 11, 11 ta nhân cho 2 phía trước là bằng là 20, 22. Rồi A ta cộng B là bằng 22. Và bây giờ là B người ta họ cho bằng 8. Như vậy thì ta lấy 22, ta trừ cho 8. Ta lấy 22 này. Ta trừ cho 8 bằng 12 mà ta trừ 8 là còn lại là 4, như vậy là 10, 14. Như vậy là A là 14, đơn vị là tính hay là mấy. Rồi B chúng ta, cái câu B này chúng ta cũng tính tương tự vậy, chúng ta cũng tính A cộng B rồi sau đó là chúng ta trừ cho A thì ra B. A ta cộng cho B của cái hàng này ha, của cái cọc này ha. Bằng cái này thì chúng ta sẽ lấy là 20 2 phẩy diện tích này ta nhân cho 2, được không? Rồi ta chia cho hát là 4,6, vậy là bằng, vậy được là 9,9,8. Vậy là A cộng B là bằng 9,8. Bây giờ là A người ta họ cho là 6, như vậy ta lấy 9,8 này ta trừ cho 6 bằng, vậy là còn lại là 3,8, đơn vị là mấy. Bài này thì người ta họ cho là cm rồi đây là dm. Giờ cái này chúng ta sẽ đổi ra, chúng ta sẽ đổi ra cái này là được là dm, như vậy là bằng là 1,6 dm, con này đổi ra được là 1,2 decimate, rồi 1,6 và 1,2. Rồi bây giờ là tính hát, tính hát thì chúng ta sẽ có là đây, hát là bằng là 2 ta nhân cho diện tích rồi ta chia cho A ra cộng B. Rồi hát bằng này, hát bằng là 2 ta nhân cho diện tích là 1,9016, rồi ta chia cho A ra cộng B. A ra cộng B có nghĩa là 1,6 này ta cộng cho 1,2 đóng ngoặc lại. Như vậy cái này tính ra được là 1,4 là decimate. Nó qua trang tiếp theo. Bài tiếp theo là bài số 3. Cho hình vẽ bay. Đây. Biết A, B, C, D. A, B, C, D là hình thang. Hình thang vì hai cái này là nó song song nhau. AB là bằng là 6 cm. Đây là 6 cm. CD, DC. CD cũng giống như DC vậy. Này là 12 cm. EA bằng với lại là AD, EA bằng với lại là AD, như là hai cái này là bằng nhau. Rồi, hai này bằng nhau. Và diện tích tam giác EAB, EAB là
39 cm vuông. Như vậy cái diện tích của cái tam giác nhỏ nhỏ này này, A này, A này, B này, 39 cm vuông. Tính diện tích hình ABCD, ABCD. Như vậy thì chúng ta đây là một cái hình thang. Muốn tính cái diện tích hình thang này thì chúng ta có hai đáy rồi. Chúng ta cần cái chiều cao. Chiều cao đối với này là trong một cái hình thang vuông thì cái chiều cao nó sẽ trùng với lại cái cạnh này luôn. Đó. Như vậy chúng ta sẽ cần đi tìm cạnh này. Mà cạnh này là bằng cạnh này thì chúng ta sẽ đi tìm cạnh này. Được không? Cái cạnh này nó thông, nó liên quan tới cái diện tích của tam giác là AAB. Mà đối với cái diện tích của cái tam giác này thì muốn tìm cạnh này thì ta lấy cái diện tích này nè. Thì viết cái công thức tính cái diện tích của cái tam giác này cho mấy anh dễ hình dung. Và cái diện tích của tam giác này là x này là bằng là a e ta nhân với lại là a b ta chia cho 2. Và bây giờ chúng ta cần tính là a e, cần tính là a e. A e này thì chúng ta sẽ có là 2 ta nhân với lại là diện tích ta chia cho AB. Đấy. Như vậy thì chúng ta sẽ tính được cái này là x nha, x là diện tích đó. Chúng ta tính được cái AE, mà AE nó chính là bằng là AD. Như vậy có AD thì chúng ta áp dụng vào cái hình thang này chúng ta sẽ tính được cái diện tích của hình thang. Độ dài cạnh AE là rồi hai lần diện tích, có nghĩa là ta lấy 2 ta nhân cho diện tích của tam giác AAB là 39. Rồi ta chia cho AB, AB người ta họ cho là bằng là 6, đây là 6. Và đây là ra được là 13 cm. Rồi cái cạnh này là 13, được không? Thì cái cạnh này nó cũng là 13 luôn. Như vậy là vì AA cũng giống như AA ha, bằng AD. AD chứ. Này AD bằng 13 cm. Diện tích hình thang ABCD là 13. À xin lỗi, 12 chứ. Đây lớn ta cộng với là đây nhỏ ta chia cho 2. Đây gọi là trung bình cộng của hai đáy. Là ta nhân với chiều cao là mới tính xong là 13. Bằng là 110 17 cm vuông. Đáp số 117 cm vuông. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Điền số tích hợp vào chỗ trống. Trên hình vẽ bên, diện tích hình vuông ABCD bằng là 64 cm vuông. A, B, C, D là 64 cm vuông. Rồi. Tiếp theo, M là trung điểm của AB. M đây là trung điểm của AB. Như vậy có nghĩa là cái M này nó sẽ chia cái đoạn thẳng này nè. MB này bằng với lại là MA. Hai cái đoạn thẳng này bằng nhau. Tiếp theo, N là trung điểm của BC. N cũng là trung điểm của BC, như vậy là cái đoạn này nó bằng với cái đoạn này.
Đó. Rồi diện tích cái hình AMNC, AMNC là cái phần tô đậm đậm này nè là bao nhiêu cm vuông? Như vậy là cái này người ta họ cho rằng là cái diện tích của cái hình này là bằng là tổng thể này nè là 64 cm vuông. Như vậy là chúng ta đi tính cái diện tích của cái một nửa cái hình hình vuông, một nửa hình vuông có nghĩa là tam giác là ABC. Cái hình vuông này chúng ta thấy là cái diện tích của tam giác là ABC cộng với cái diện tích của tam giác là ADC. À, như vậy là bằng là 64. Như vậy ta lấy 64 này chúng ta sẽ chia cho 2. Rồi. 64 này ta chia cho 2 này. Như vậy là bằng là 32 cm vuông. Như vậy đối với cái diện tích của cái hình tam giác là ABC là 32. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cách là tính cái diện tích này. Rồi ta lấy cái diện tích này ta trừ cho diện tích này thì ra cái phần phần tô màu này. Là bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ tính cái cạnh của hình hình vuông này. Cạnh của hình vuông. Rồi cái cạnh của hình vuông thì chúng ta thấy là đây là cái hình vuông mà cái diện tích là bằng là 64. Thì cái diện tích của cái hình vuông là cạnh tan nhân cạnh. Như vậy là con số 64 này thì chúng ta sẽ có là 8 nhân 8 là bằng 64, tại vì cạnh nhân cạnh là hai con số nó phải giống nhau. Đã. Thì như vậy là các cạnh của hình như vậy là cạnh của hình vuông thì thầy lấy là cạnh AB, tại vì bốn cạnh này bằng nhau, thầy lấy cái cạnh này AB này. Rồi bằng BC luôn này. Bằng là 8 cm. Thấy không? Tại vì con số 64 này chỉ có con số là 8 nhân 8 nó mới bằng 64. Tại vì diện tích của hình vuông là cạnh nhân cạnh. À, 8 nhân 8 là bằng 64. Như vậy là cạnh AB này là bằng là 8. Mà người ta họ cho là cái điểm M là trung điểm của AB. Thì cái cạnh AB này sẽ chia 2, như vậy cạnh bên này là bằng 4, được không? 8 mà từ đây A và B là 8, như vậy là mỗi cạnh là 4 cm. À, bên này cũng là 4 cm. Rồi như vậy là cái cạnh BC nó cũng là 8. Thì cái N là trung điểm, cho nên cái nó chia cái đoạn 8 nó ra làm hai phần bằng nhau, như vậy là cạnh BN nó cũng là 4 cm và NC nó cũng là 4 cm. Rồi như vậy là chúng ta sẽ xét cái tam giác là M, B, N là có đầy đủ rồi. Chúng ta đi tính cái diện tích này. Rồi ta lấy cái diện tích của cái tam giác chúng ta trừ ra, chúng ta lấy cái diện tích là 32 này, ta trừ cho cái nhỏ này nó ra cái này. Rồi cái diện tích của cái này là bằng bao nhiêu đây? 4 ta nhân cho 2. À, 4 là nhân 4 chứ. Không tập trung. 4 thì chia 4. Rồi ta 4 là nhân 4 là ta chia cho 2. 4 4 16, như vậy là bằng là 8 cm vuông. À, như vậy là cái diện tích này thì tính ra được là 8 cm vuông này. À, 4 ta nhân 4 là bằng 16, 16 chia 2 là bằng 8. Rồi tổng cái diện tích này là bằng 32. Thì ta lấy 32 ta trừ cho con số 8 này nè. À, ta lấy là 32 ta trừ cho 8 thì ra cái phần màu màu đỏ. 12 ta trừ cho 8 cùng 4. 4 trả 1 như vậy là 20 24 cm vuông. À, đáp số là 20 14 cm vuông. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog, trong blog thầy dạy rất nhiều đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.